Thưa quý vị, trong 3 ngày, ngày 4, ngày 5 và ngày 6 tháng 8, phường Hòa Xuân quận Cẩm Lệ tổ chức hội trại và ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023, kỷ niệm 15 năm đổi mới phát triển ngày 8 tháng 8 năm 2008, ngày 8 tháng 8 năm 2023. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đến dự và tặng hoa chúc mừng. 15 năm qua, phường Hòa Xuân có sự phát triển vượt bậc từ một phường thuần nông với quy hoạch và đầu tư của thành phố đã phát triển thành phường đô thị loại 1 của thành phố Đà Nẵng. Đến nay, toàn phường có hơn 1.000 doanh nghiệp được thành lập và hoạt động. Cơ cấu kinh tế phát triển theo hướng thương mại, dịch vụ, du lịch và công nghiệp sạch. Song song phát triển kinh tế, nhiệm vụ, đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững địa bàn luôn được phường quan tâm, nhất là triển khai hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Theo đó, phường đã xây dựng và đang duy trì 8 mô hình an ninh trật tự hiệu quả. 27 trên 27 khu dân cư với 96 trên 96 tổ dân phố trên địa bàn xây dựng các mô hình cụ thể phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương. Tại ngày hội cũng đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi như thiết kế lều trại, thi phòng cháy chữa cháy